Hi, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món mới nha các bạn. Khó làm lắm nha. Các bạn phải theo mình kỹ, các bạn biết làm nha không? Bây giờ quan theo mình coi mình làm món gì mà khó nha các bạn. Giờ mình bắt nước sôi trước nha. Bắt nước sôi trước nha các bạn. Rồi tí mình sẽ chỉ cái món khó làm đó mình mới vừa nói lúc nãy đó. Rồi các bạn phải chờ nha, cứ xem hết clip đi rồi sẽ biết nha. Để mình nấu nước này sôi cái đó. Còn mình sẽ cho các bạn biết cái món gì nha. Để có củ hành này, tí nha các bạn. Mình chắc xong cái mã này chắc mình kiếm ra bạn nha. Bây giờ nước sôi nè, mình sẽ bỏ vô cái gì đây để cho các bạn biết cái món đó khó làm nha. Thấy không, mình chưa các bạn đoán được món gì chưa? Trời, chất lượng thế khó làm lắm nha. Cùng cái gì một cái ra là đậu trắng á. Giờ mình luộc đại xíu trứng rồi mình lột cho bạn coi nha. Đây vô mình đang xào mình thịt nãy mới cắt á. Thịt mỡ nha các bạn, mình ngon lắm á. Đây có mỡ nữa nè. Đây cô mình làm có gốc hành nè, tỏi băm nè. Nè, món này chỉ ăn với rau luộc nha các bạn. Hoặc là với cơm cháy cũng rất là ngon. Cái món như thế nào để phần cuối clip của bạn sẽ biết nha. Trứng chín rồi bắt đầu mình nhắc xuống nha các bạn. Đem xuống cho nó nguội, tí mình sẽ dễ luộc hơn. Xả cái nước ra cho nó đậm nha các bạn. Nó đậm đây chút mình dễ lột hơn. Không phải 5 phút 10 phút gì hết. Đây cô mình đang làm bếp chính các bạn. Nó để nước mắm với gì cô? Cái chỗ này là nước mắm bột ngọt đường ớt các bạn, có bột nữa nha. Đây có tép mỡ nè. Hành tím. Bắp hành. Cái nước mỡ. Cho tiền ớt nữa hả? Có đường ớt nữa các bạn. Các bạn nhìn có ai đón được món gì chưa? Nè, đâu có nó có tép mỡ nè. Rồi cái có nước mắm ớt đó nè. Có nước mắm ớt nè, hành với bột ngọt. Dân dầu đây thôi nè. Cái dầu nó có tép mỡ nha, bạn chắc biết đó món gì đó. Thì nó ăn chung với rau luộc và với trứng luộc nữa nè, các bạn thấy không? Rồi giờ mình sẽ đi rửa cải này. Thì cô đang làm cái món bên đó, mình sẽ đi rửa rau nha. Quá ngon mà món cơm cháy của bạn thì mùa dịch này nó hợp lý quá bạn. Tại đó mình mới nói món gì các bạn nghe luôn rồi đó. Cháy của bạn thì mùa dịch này các bạn muốn của bạn với chiếc lụa chắc phải ao. Món này ở dưới quê thì dễ làm lắm bạn ơi. Sài Gòn kiếm mua rau thì dễ không có.
mình mới rửa xong tất cả nha. Mà có con trứng trong dưới bị ung á bạn nè, nó màu nó ung nhưng mà sao sao á, để mình lấy mình chấm cái tiêu mình. Ngon lắm bạn nha. Rồi giờ nước sâu rồi con mình chuẩn bị bỏ gao luôn nè, gao luộc mình có đậu que nữa mày, đậu que luộc ăn nó giòn ăn ngon luôn, đậu que với cái thìa. Rồi trứng luộc nó luộc xong rồi nè, nó dặm mắm để hết vô nữa, hấp dẫn lắm mà. Thì mình sẽ cho qua trên dưới cái tô cù quẹt này, nó tô cù quẹt đó mình hấp dẫn lắm bạn ơi, mình rất là ngon luôn nha. Để miếng muối giúp ngọt cho ra gao nó được xanh nha các bạn. Được rồi. Được, để vừa miệng tới các bạn, còn khoảng 5 phút thôi. Đây đậu que đây vô luộc rồi nha. Các bạn thấy không? Để muối giúp ngọt vô trước thì luộc cái màu nó tươi nó xanh nó ngon hơn. Nó không có bị đen gao nha. Bạn thấy cái mâm cơm chiều của mình ngon chưa? Rồi cái món hôm nay mình chia sẻ với bạn trong các bạn. Nãy mình nói món khó là trứng luộc nha các bạn. Trứng luộc với món khô quẹt nha, rau luộc. Rồi hôm nay video mình kết thúc nha. Bạn xem video mình cho có hay cho like, share, đừng quên đăng ký kênh mình nha.